Xin chào các bạn nhé, chào mừng các bạn đã quay trở lại với channel của ngày hôm nay. Hôm nay thì Hùng đang ở khu viện Vĩnh Nghiệp và là tại số 31 phường Hiệp Thành, thành phố Hồ Chí Minh. Hôm nay thì là ngày 14 tháng 7 âm lịch, tức là ngày đại lễ Vu Lan. Và ngày này là một ngày mà để chúng ta tưởng nhớ đến cội nguồn ông bà tổ tiên hay cha mẹ của mình. Bây giờ thì Hùng sẽ cùng các bạn, chúng ta sẽ cùng tham quan công viện và cùng tìm hiểu về đại lễ này nhé. Hôm nay mọi người đến chùa rất là đông các bạn. Và trước mình có review cảnh về chùa Tu Viện Vĩnh Nghiêm, khi đó bãi xe đang còn nằm ở bên này. Bây giờ thì nhà chùa đã di chuyển bãi xe vào trong khuôn viên của chùa rồi. Bây giờ thì mình sẽ tham quan một vòng khuôn viên của ngôi chùa, sau đó mình sẽ mời các bạn lên tham quan trải nghiệm của ngôi chùa để chúng ta cùng tìm hiểu về. Bây giờ thì mình sẽ lên trên cổng tham quan của ngôi chùa và sau đó sẽ quay toàn cảnh cho các bạn cùng chiêm bái. Đây là Tu Viện Vĩnh Nghiêm mà trước đây mình cũng đã từng ra video giới thiệu toàn bộ tiểu sử về Tu Viện Vĩnh Nghiêm cho các bạn cùng tìm hiểu với mình rồi. Và đây là công trình mà do hai vị hòa thượng Thích Tâm Giác và Thích Thanh Kiểm đã sáng lập và cho xây dựng lên. Các bạn có thể thấy sau 2 năm bị gián đoạn do dịch Covid-19, các hoạt động tín ngưỡng tôn giáo phải hạn chế tụ tập đông người để đảm bảo quy định về phòng chống dịch. Thì năm nay, sau đại lễ Phật Đản và lễ Vu Lan đã trở lại trong niềm vui chung của mọi người. Và hiện nay thì mọi người đang đến chùa ngày một đông hơn. Và ngày đại lễ Vu Lan báo hiếu không chỉ là một ngày lễ riêng của Phật giáo, ngày lễ của những người con Phật mà trở thành nét đẹp văn hóa truyền thống của người Việt. Và trước mặt của các bạn đây chính là Phật điện của ngôi chùa. Ở trong chùa thì mọi người đang đọc kinh Vu Lan Báo Hiếu. Các bạn có thể nghe thấy rõ tiếng kinh niệm Phật của các chư tăng cùng Phật tử ở trong Phật điện. Không khí bây giờ vô cùng là linh thiêng. Từng đoàn người đang cùng nhau đi vào chùa. Và lúc này đây thì mọi người đang đến chùa ngày càng đông hơn. Lễ Vu Lan ấy là được tổ chức vào ngày rằm tháng 7 âm lịch hàng năm, là một trong những ngày lễ chính của Phật giáo, xuất phát từ sự tích Bồ Tát Mục Kiền Niên Đại Hiếu đã cứu mẹ của mình thoát ra khỏi kiếp ngạ quỷ. Và Vu Lan đã trở thành ngày lễ hàng năm để tưởng nhớ công ơn cha mẹ và tổ tiên của mình, nhắc nhở mỗi người trong chúng ta phải biết trân trọng những gì mình đang có, và nhắc nhở bổn phận làm con phải luôn nhớ đến công ơn sinh dưỡng của cha mẹ và làm những việc hiếu nghĩa để thể hiện tình cảm và lòng biết ơn đó. Ngày lễ Vu Lan không đơn thuần chỉ có ý nghĩa tôn giáo linh thiêng mà còn có ý nghĩa sâu sắc, hướng mỗi người trở về với cội nguồn dân tộc, về với đạo lý uống nước nhớ nguồn, với tổ tiên. Lễ Vu Lan của Phật giáo đã trở thành truyền thống của tinh thần báo hiếu, báo ân, phù hợp với tinh thần tín ngưỡng tổ tiên linh thiêng của người dân tộc Việt Nam ta. Và đại lễ Vu Lan bắt nguồn từ sự tích Bồ Tát Mục Kiền Niên, là một trong hai vị đại đệ tử của Đức Phật Thích Ca cứu mẹ của mình thoát khỏi ngạ quỷ. Câu chuyện kể lại rằng mẹ của Mục Kiền Niên là một người tham lam và độc ác. Khi bà mất đi, bị đày xuống địa ngục, còn Mục Kiền Niên thì ngược lại, tính tình hiền lành lại vô cùng tốt bụng. Khi mẹ của mình mất đi, Mục Kiền Niên đã đi tu và thành chính quả. Và ngài đã được Đức Phật Thích Ca nhận làm đệ tử. Và khi đã tu luyện thành chính quả, ngài đã có đầy đủ phép thuật. Và ngài đã mở thiên nhãn nhìn xuống cõi âm để xem mẹ của mình. Khi đó, ngài đã thấy mẹ của mình đang ở cõi địa ngục.
bị đọa đày và đói khát khổ sở. Với lòng hiếu thảo của mình, Mục Kiền Niên đã đem cơm xuống tận địa ngục để dâng mẹ. Nhưng lạ thay, khi cơm vừa đem xuống, liền đã hóa thành nửa đỏ. Không có cách nào khác để giải thoát cho mẹ của mình, Mục Kiền Niên liền quay về tìm Phật để hỏi cách cứu mẹ. Phật dạy rằng, dù ông thần thông quảng đại đến đâu cũng không đủ sức cứu mẹ của mình, chỉ có cách nhờ hợp lực của chư tăng khắp mười phương mới mong giải cứu được. Và ngày rằm tháng 7 là ngày thích hợp để cúng, thỉnh chư tăng hãy sắm sửa lễ cúng vào ngày đó. Mục Kiền Niên làm theo lời dạy của Phật và đã giải thoát cho mẹ của mình được, từ đó ngày lễ Vu Lan ra đời. Phật cũng dạy rằng, chúng sinh ai muốn báo hiếu cho cha mẹ mình cũng nên làm theo cách này. Và Vu Lan là ngày để báo ân, báo hiếu cha mẹ, tổ tiên của mình, của cả kiếp này và kiếp trước. Nên chính vì vậy, bổn phận là con cái nên đi chùa để thắp hương và cầu bình an cho cha mẹ, ông bà. Với những người không may mắn, khi cha mẹ và ông bà đã qua đời, thì hãy xin Đức Phật cho cha mẹ được an nghỉ nơi suối vàng. Và các bạn có để ý thấy, thường Phật tử làm lễ trong chùa thường có bông hoa hồng cài trước ngực và có ba màu khác nhau. Đó là ba bông hoa hồng. Màu đỏ trên ngực hẳn là người rất may mắn vì còn cả cha và cả mẹ. Và bông hồng màu hồng cho những người còn mẹ, mất cha. Cùng với đó thì bông hồng màu trắng là người bất hạnh nhất. Có lẽ là họ đã đánh mất cái gì quý giá nhất, đó là người kém may mắn khi không còn cả cha và mẹ trên đời. Và Vu Lan báo hiếu là một trong những ngày lễ chính của Phật giáo. Và lễ này trùng với ngày rằm tháng 7, đây là ngày xá tội vong nhân của phong tục Á Đông. Và theo quan niệm dân gian thì đây là ngày quỷ môn quan được mở ra để các vong hồn được tự do đi lại trên trần thế. Không ít trong số đó những linh hồn lang thang vất vưởng vì không có thân nhân. Chính vì lý do đó sợ bị quấy nhiễu nên trần gian phải cúng kẹo gạo và muối cháo, quần áo với những mong muốn những linh hồn đó sẽ được siêu thoát. Do đó ngày này được đặt tên là ngày xá tội vong nhân, hay còn gọi là lễ cúng cô hồn. Và lễ này thì có nguồn gốc và xuất xứ từ Trung Quốc. Và nếu sau này có dịp thì mình sẽ tìm hiểu và nói rõ hơn về ngày xá tội vong nhân này cho các bạn cùng tìm hiểu với mình. Và những hình ảnh mà mình đang gửi đến quý vị và các bạn, đây là những hình ảnh mà mình đang quay ở trong Phật điện của ngôi chùa. Những hình ảnh vô cùng là linh thiêng. Trước mặt của các bạn đây là hình ảnh các tiên nữ phi tiên mặc áo dài tứ thân truyền thống của người Việt Nam. Những nét điêu khắc vô cùng là sắc sảo và tinh tế. Các bạn có thể thấy mọi người đến đây ngày một đông hơn. Họ đến đây với một mong muốn, đó là cầu sức khỏe cho ông bà và cha mẹ của mình. Bye.
Đây chính là gỗ giáng hương được nhà chùa sử dụng làm bàn thờ Phật. Những nét hoa văn chạm trổ hết sức là tinh tế. Tu viện Vĩnh Nghiêm là một công trình vô cùng hoành tráng với thiết kế hơn 60% được làm từ gỗ. Bây giờ mọi người bắt đầu đến thì mình lại chuẩn bị về rồi các bạn ơi. Vừa rồi thì mình cũng đã review toàn cảnh về tu viện Vĩnh Nghiêm cho các bạn cùng chiêm bái với mình. Và bây giờ thì video của mình xin dừng tại đây. Nếu các bạn thấy video hay, hãy cho mình một đăng ký cùng một like và một chia sẻ để mình có thêm động lực làm các video tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video sau. Tạm biệt các bạn. Chưa thẻ đâu. Được rồi, tắt đi.